Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ. Hôm nay là mình sẽ nói về sao thủy nghịch hành. Thì cái cụm từ sao nghịch hành dường như trở rất hot hơn bao giờ hết. Mỗi khi mà sao thủy nghịch hành nó ghé thăm, dân tình lại bàn tán xôn xao về mức độ sát thương của nó. Nhưng sao thủy nghịch hành thật sự có đáng ghét như những gì mọi người nhận định hay không? Hãy cùng mình giải đáp vấn đề này ha. Hành tinh nghịch hành là một hiện tượng thiên văn khá là ấn tượng và đặc biệt. Nó là sự thay đổi của vận tốc giữa trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời. Nếu quan sát từ trái đất, vận tốc của trái đất nhanh hơn với vận tốc của hành tinh nào đó, thì cái hành tinh đó được gọi là nghịch hành vì nó trông như là đi lùi với so với quỹ đạo bình thường của mặt trời. Như vậy có thể nói hiện tượng sao thủy nghịch hành là hiện tượng sao thủy chuyển động ngược chiều so với hướng đi thông thường. Vì sao sao thủy nghịch hành lại đáng sợ đến như vậy? Và sao thủy nghịch hành này nó xảy ra như cơm bữa các bạn, với tần suất là 3 hoặc 4 lần trong một năm. Thì lần này nó bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 nó sẽ kết thúc. Và bởi vì cái sự lặp lại thường xuyên này, cho đó cái sao thủy nghiễm nhiên trở thành một cái hung thần đáng gờm cho mọi người khi nó nghịch hành. Và hãy yên tâm về độ sát thương của nó ha. Bởi vì nó giống như một cái anh chàng bad boy bắt đắc dĩ trong ngôi nhà chiêm tinh, với rất nhiều màu sắc thú vị của các hành tinh. Sau đây là những điều lưu ý khi mà sao thủy nghịch hành. Trong vấn đề giao tiếp và trao đổi thông tin, khi sao thủy đi lùi thì có hàng trăm thứ khiến con người ta phải lo lắng. Sao thủy là chủ quản những vấn đề liên quan đến trí tuệ, logic, di chuyển, giao tiếp, internet, máy móc và công nghệ. Khi nghịch hành nó sẽ khiến những vấn đề này trở nên rắc rối và có nhiều cản trở. Đấy là nhận định của rất nhiều người về sao thủy nghịch hành. Trên thực tế đúng là sao thủy là chủ quản về những vấn đề này, nhưng nguồn gốc của những cơn hỏng hóc trục trặc chưa hẳn là do cái sao thủy mang lại. Tuy nhiên, mỗi khi sao thủy đi nghịch thì mọi người nên chú ý tới vấn đề trong giao tiếp, trao đổi thông tin liên lạc, email hay thậm chí là con người. Những mối quan hệ cũ sẽ có dịp trồi lên, sao thủy sẽ đi lùi, không có quá gì là ghê gớm hay phải lo lắng tột độ nếu ta có sự cẩn thận và chuẩn bị sắp xếp những vấn đề trong cuộc sống của bản thân. Và điều số 2 là bạn sẽ đối diện với những vấn đề cũ. Khi mà sao thủy nghịch hành xuất hiện, nó sẽ đem lại cơ hội cho ta nhìn nhận lại những vấn đề cũ còn tồn đọng. Và bạn đã vội vã hay hấp tấp bao nhiêu khi tới mùa nghịch hành, thì những vấn đề ấy sẽ lại dội lên, khiến bạn hoang mang lúng túng bấy nhiêu. Cho dù các bạn cố né tránh những vấn đề cũ thì chắc chắn cái thời điểm này nó sẽ dội lên rất là nhiều. Các bạn phải buộc phải đối mặt và xử lý một cách rất là rốt ráo, tránh để nó sang cái mùa nghịch hành sao nó còn hoành hành hơn hẳn. Và kế tiếp là các bạn sẽ có sự tương tư của cố nhân. Đối với nhiều người, cái khoảng thời gian này là cái thời điểm tuyệt vời để ôm cố tri tân, là thời điểm thích hợp để ta ngẫm nghĩ về những vấn đề của cuộc đời mình, những thứ ta chưa giải quyết xong và những chuyện còn bỏ ngỏ, đặc biệt là chuyện về người yêu cũ. Dù sao thì người cũ cũng là một cái đặc sản không thể thiếu khi mỗi mùa sao thủy nghịch hành đi lại, các bạn sẽ bồi hồi nhớ về người này rất là nhiều. Và cái lời khuyên là các bạn đừng có lo lắng quá nhiều, mà hãy tận hưởng và khéo léo biến cái khoảng thời gian này thành một cái thời điểm thích hợp để đi sâu vào những suy nghĩ, kế hoạch của bản thân, hay tập luyện thể thao, hay cho mình cơ hội được chủ động giải quyết cái vấn đề còn tồn động, thay vì chỉ đơn thuần trì hoãn và nản lòng mỗi khi nó xuất hiện. Bên cạnh đó, các bạn hãy cẩn trọng hơn trong giao tiếp, ký kết hợp đồng hoặc các vấn đề công việc, tài chính cá nhân và cuộc sống hàng ngày. Sau đây, theo từng cung thì khi gặp cái sao thủy nghịch hành phải làm như thế nào? Đầu tiên là Bảo Bình sinh ngày 20 tháng 1 đến 18 tháng 2. Có dấu hiệu là chi phối các mối quan hệ, tình bạn có nguy cơ bị đe dọa, có rất nhiều tranh cãi nhỏ, hiểu lầm và thông tin bị sai lệch. Và bạn biết bạn bè của bạn là ai thì các bạn phải cẩn thận khi bạn giao tiếp với họ. Và đối với cái Song Ngư sinh ngày 19 tháng 2 đến 20 tháng 3, suy nghĩ của các bạn sẽ bị mờ mịt, mơ mộng và chủ nghĩa thoát ly là cái tiêu chuẩn. Thực tế hàng ngày sẽ làm cho bạn bối rối với những cái đầu sáng suốt. Khi mà cái sao thủy này xuất hiện thì quy tắc logic này, những điều khiển của ảo giác này, thực hành những sáng tạo, tiếp đất, khiêu vũ, nhiếp ảnh, quay phim hoặc họa
sẽ giúp cho các bạn sáng trí hơn rất là nhiều. Kế tiếp là các bạn thuộc cung Bạch Dương, sinh ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Các bạn sẽ thất vọng và cảm thấy mệt mỏi. Bạch Dương quyết đoán, bốc đồng, muốn tiến lên và dốc hết sức mình. Quan sát những gì bạn nói và cách bạn nói, chú ý đến những mọi người nói với các bạn. Bạn có thể nhận thấy những điều rất ngạc nhiên qua cái cuộc giao tiếp hàng ngày. Kế tiếp là Kim Ngưu. Các bạn nên dành thời gian để hình thành cái suy nghĩ của mình. Kim Ngưu có một dấu hiệu là không có vội vàng, làm chậm trong quá trình tâm linh. Bạn cũng quản lý cái vấn đề tài chính của mình, vì vậy phải trì hoãn về cái vấn đề về tiền bạc, xem xét về cái vấn đề tài chính và định vị cho bản thân để phát triển hơn nha. Kế tiếp là các bạn Song Tử, sinh ngày 21 tháng 5 đến 20 tháng 6. Bởi đây là cái thời gian các bạn nên quản lý giao tiếp, hãy chuẩn bị cho những thông tin sai lệch. Mong đợi nhiều cuộc điện thoại hoặc không có cuộc điện thoại nào. Thư từ thì phải thất lạc, bạn có thể không có rõ ràng lắm và giao tiếp của bạn rất là khó khăn, có rất là nhiều tin đồn, nhưng mà bạn bè cũ thì có thể kết nối lại. Đối với các bạn cự giải thì các bạn sẽ cảm thấy là khó chịu ở nhà. Với công việc, các bạn nên làm bánh, làm vườn, hoặc là gia đình của các bạn giống như là bị khó khăn và đơn giản quá. Hãy hoàn thành các dự án sửa chữa mà chưa hoàn thành được. Hãy sửa chữa những gì có thể trong nhà nha các bạn. Và đối với các bạn sư tử, sinh ngày 23 tháng 7 đến 22 tháng 8, tránh đầu tư theo kiểu đầu cơ. Đây không phải là thời điểm tốt để các bạn mua bán và thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Thay vào đó mà các bạn phải phân tích danh mục đầu tư của bạn, sử dụng bí quyết và kỹ năng tư vấn để giúp đỡ bạn bè và cộng sự. Đối với các bạn sử nữ, sinh ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9, sẽ có những cái tình huống thách thức nảy sinh. Đặc biệt là nơi làm việc, cái sự chậm trễ và cái sản phẩm, cái thiết bị bị hư giúp các bạn rất là nổi cáo nha. Hãy kiểm tra công việc của mình thật kỹ trước khi bạn hoàn thành hoặc bạn làm một điều gì đó. Đối với các bạn thiên bình, sinh ngày 23 tháng 9 đến 22 tháng 10, chấp nhận cái gì mà thuộc về thể chất của các bạn. Các bạn nên đó là để cái mặt mộc tự nhiên. Sự do dự sẽ ngự trị trong cái mùa này. Do đó các bạn phải hạn chế mua hàng ha, bởi vì bạn có nguy cơ trả lại chúng rất là nhiều. Bạn nên là làm mới và thư giãn bản thân của mình nhiều hơn. Bạn nên tìm sự cân bằng, bởi vì cái thời điểm này các bạn dễ bị mất cân bằng rất là nhiều. Đối với các bạn thiên yết, sinh ngày 23 tháng 10 đến 21 tháng 11, các bạn sẽ cảm thấy là cái quy tắc cảm xúc. Vì vậy phải cẩn thận hơn trong cảm xúc của mình, tránh những cái gì mà làm tổn thương đến trái tim của mình. Các bạn hộ cáp này cũng sẽ mê những cái người rất là bí mật. Bí mật sẽ làm cho bạn có thể bị lộ ra, do đó bạn phải giữ chúng rất kỹ ha. Đối với các bạn nhân mã nè, sinh ngày 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, đây không phải là thời điểm đi du lịch. Các bạn có lên lịch hoặc dự kiến chắc chắn sẽ bị chậm trễ, các bạn sẽ mất phương hướng. Thay vào đó các bạn quan tâm đến công việc, hãy kiên trì và sử dụng các trí khôi hài của mình để vượt qua mọi chuyện. Đối với các bạn ở cung Ma Kết, sinh ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1, các bạn tránh mua, bán hoặc thuê bất động sản, bởi vì các bạn Ma Kết sẽ có dấu hiệu chi phối về vấn đề tài sản rất là nhiều. Và mình vừa chia sẻ cho các bạn nghe một số về cái vấn đề mà các cung sẽ gặp được trong sau nghiệp kinh thành. Các bạn hãy tận hưởng cái thời gian này ha. Các bạn hãy sửa chữa những cái gì mà còn cũ còn sót lại. Và sẽ có sự cố nhân gặp lại với người yêu cũ. Một mối quan hệ cũ sẽ trở lại làm bạn suy nghĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.